Chào Tường Vi. Chào Cát Tường. Hiện nay Hải Sinh Collagen đang là một sản phẩm rất hot và phổ biến trong cộng đồng người Việt hiện nay. Và với tư cách là một đại sứ của sản phẩm này, vậy Cát Tường có thể chia sẻ một chút về sản phẩm Hải Sinh Collagen được hay không? Cảm ơn Vi. Cát Tường rất là hạnh diện được làm đại diện cho Hải Sinh Collagen. Như Vi biết đó, mầm tế bào gốc nhau trứng cá hồi kết hợp cùng với collagen da cá truyền thống, đó là đỉnh cao trong cái công nghệ làm đẹp và trong cái ngành thẩm mỹ tại Nhật Bản. Và người Nhật, người phụ nữ Nhật, người ta luôn luôn có một cái làn da trắng nè, mịn, sáng. Mà mình wonder tại sao người ta có một cái làn da đó. Mà mình cũng là chị em phụ nữ thì không thể bỏ qua những cái sản phẩm mà người phụ nữ bên Nhật Bản người ta đang tìm kiếm và sử dụng, đúng không nào? Đúng rồi đó Cát Tường. Theo Tường Vi nghĩ, uống collagen cũng là một cách để mà mình đầu tư vào vấn đề làm đẹp, bởi vì giá thành của collagen không rẻ một tí nào. Nhưng khi chị em phụ nữ nào đã quyết định đầu tư vào vấn đề làm đẹp thì tại sao chúng ta không lựa chọn một loại collagen vừa tốt nhất và vừa đem lại một hiệu quả lâu dài cho chúng ta? Và chắc chắn đó phải là những sản phẩm đến từ Nhật đang được nhiều người phụ nữ Nhật Bản tin dùng, phải không Cát Tường? Rất đúng đó Vi. Như Vi và quý khán giả đều biết là người Nhật, người ta luôn luôn tìm tòi, học hỏi và sáng tạo ra những cái gì mới nhất, luôn luôn tốt hơn những cái thế hệ cũ. Theo nghiên cứu thì collagen truyền thống giúp bổ sung cái sự thiếu hụt collagen trong cơ thể của chúng ta. Do về già đi thì da của chúng ta không tự sản sinh được cái chất collagen này thì làn da của chúng ta sẽ bị lão hóa. Theo nghiên cứu mới nhất gần đây, collagen truyền thống từ da cá có tác dụng bổ sung lượng collagen cơ thể mất dần đi do tuổi tác và phần nào ngăn ngừa lão hóa sắp tới. Nhưng khả năng trẻ hóa làn da rất hạn chế, gần như không thể ghi nhận được. Ngược lại, tế bào gốc, mầm tế bào gốc từ xưa đến nay vốn được coi là cải lão hoàn đồng, giúp cho làn da trẻ hóa. Và thành công hơn nữa khi các nhà chuyên ngành y tế tại Nhật đã chiết xuất thành công mầm tế bào gốc nhau trứng cá hồi kết hợp cùng với collagen da cá truyền thống để tạo nên Hải Sinh Collagen giúp trẻ hóa làn da. Đúng đó Cát Tường, và bây giờ chúng ta không cần phải mua nước collagen một cách riêng lẻ nữa hoặc trả thêm một chi phí nào đó cho vấn đề tế bào gốc, mà chỉ cần mua Hải Sinh Collagen là chúng ta sẽ đạt được một kết quả như mong đợi. Và Tường Vi tin chắc rằng sau khi nghe Cát Tường chia sẻ những thông tin đó thì có rất nhiều chị em phụ nữ đã hào hứng để mua Hải Sinh Collagen, nhưng cũng có một số đang phân vân không biết là về vấn đề nhau thai tế bào gốc của trứng cá hồi có thiệt hay không. Vậy Cát Tường có thể chia sẻ một chút xíu với khán giả về vấn đề đó hay không? Cảm ơn Vi đã nêu ra một vấn đề rất là quan trọng. Do có quá nhiều thông tin sai lệch, không biết là vô tình thiếu hiểu biết hay là do cái sự cạnh tranh trong mua bán thương mại, cho nên có những cái điều mà nói ra là phản khoa học. Ví dụ như Vi và mọi người đều biết, tất cả các con vật hay là sinh vật khi mà mang bào thai, cái người mẹ mang bào thai để cưu mang cái trứng thì luôn luôn có cái nhau thai đính kèm để truyền dinh dưỡng từ người mẹ qua người con, đúng không? Thì cá hồi cũng vậy, nó mang cái buồng trứng thì nó phải có cái nhau thai. Nhưng mà có nhiều nguồn thông tin nói cái đó là sai, không có. Cá hồi không có nhau thai làm sao nuôi dưỡng trứng, thì đó là phản khoa học, đó là không đúng. Và Tường Vi cũng được biết là sản phẩm Hải Sinh Collagen cũng được đăng ký patent ở không những chỉ ở Nhật mà còn ở nhiều nước trên thế giới nữa, phải không chị Cát Tường? Không riêng chỉ ở Nhật thôi nha, mà còn được đăng ký tại Hoa Kỳ nè, và Nam Hàn, Hồng Kông và các nước quốc gia khác trên thế giới nữa. Vậy Hải Sinh Collagen đã có những nhiều bằng chứng về khoa học, vậy có những bằng chứng thực tế nào và chị Cát Tường có thể nêu ra ở đây cho quý khán giả được biết hay không? Khác hẳn với các loại collagen được bày bán trên thị trường không có thông tin chính xác về khoa học, thì Hải Sinh Collagen trước khi được ra thị trường ra mắt với mọi người thì đã được kiểm nghiệm qua hai vị bác sĩ trong ngành thẩm mỹ chuyên về y tế, về da liễu, đó là Dr. Inomu tại Director at Nomura Dermatology Clinic và Dr. S. Hirashawa tại My City Clinic. Cuộc thử nghiệm được tiến hành trên một nhóm khách hàng tuổi từ 35 đến 55 bằng cách đo các chỉ số về da qua máy phân tích da Robo Skin Analyzer. Sau đó, những khách hàng này sẽ uống liên tục Hải Sinh Collagen trong vòng 4 tuần liên tiếp. Kết quả sẽ được đánh giá dựa trên các yếu tố mật độ của sắc tố da, lỗ chân lông và độ mịn của da. Và kết quả như thế nào? Chúng ta hãy cùng ngắm nhìn nhé! Hiện tượng da khô, bong tróc sẽ giảm ngay sau tuần đầu tiên. Trong tuần thứ hai, da sẽ cảm nhận mềm mịn hơn rõ rệt sau khi rửa mặt xong.
lỗ chân lông thu nhỏ lại. Trong tuần thứ 3, da mềm mịn hơn thấy rõ, da mặt sáng hơn, những đốm sắc tố nhỏ bắt đầu mờ đi. Trong tuần thứ 4, tuần hoàn máu trên da tốt hơn, nên da sẽ trở nên hồng hào hơn, độ thô ráp trên da giảm hẳn, da mịn màng, ẩm mượt, các đốm sắc tố nhỏ giảm đi về cả kích thước lẫn độ đậm. Kích thước lỗ chân lông giảm đáng kể nhờ vào khả năng làm săn da của tế bào gốc trứng cá hồi. Điều đó quả thật là tuyệt vời phải không Cát Tường? Và chắc hẳn quý vị cũng đã thấy những thông tin tuyệt vời đó phải không ạ? Lão hóa là một quá trình tự nhiên do tạo hóa, không ai có thể tránh nổi. Nhưng ngày nay chúng ta rất là may mắn vì đã có rất nhiều sản phẩm có hiệu quả có thể giúp cho chúng ta hạn chế tối đa mức lão hóa. Và Hải Sinh Collagen là một sản phẩm có thể giúp cho chúng ta lấy lại được tuổi thanh xuân của mình với một kết quả như mong đợi. Không riêng gì mình đâu Vi, mà các nhà khoa học người ta cũng rất là ngạc nhiên về cái tác dụng tuyệt vời của mầm tế bào gốc trứng cá hồi mang lại. Đặc biệt cho những người phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh, khi chỉ số Menopause Index giảm 29 điểm trong 4 tuần liên tiếp và các triệu chứng được cải thiện như sau. Giấc ngủ ngon hơn chỉ sau 3 ngày đầu tiên. Cảm giác mệt mỏi, uể oải được cải thiện chỉ sau tuần đầu tiên. Cảm giác ớn lạnh cũng giảm rõ hơn sau tuần đầu tiên sử dụng. Cảm giác nôn nóng, bức rứt cải thiện sau 4 tuần. Đây là những bằng chứng khoa học đã được thực hiện bởi những nhà nghiên cứu hàng đầu về ngành thẩm mỹ ở Nhật Bản. Và ngày hôm nay chúng tôi rất vui khi mời được hai vị khách đặc biệt của Hải Sinh Collagen từ những ngày đầu tiên là chị Thúy và chị Chi. Xin chào chị Thúy. Được biết chị đã sử dụng Hải Sinh Collagen một thời gian. Chị có thể chia sẻ kinh nghiệm của chị sau khi dùng nước uống này được không ạ? Khi mình uống mình rất hài lòng vì uống mới thấy làn da của mình nó mịn màng, là những da nó săn chắc, nó không thấy nhăn nữa, nó cho nên nó mình rất hài lòng. Nhìn vào làn da của chị nó tươi trẻ, làn da mình tươi trẻ là mịn màng cho nên không còn nhăn nữa, cho nên mình uống chừng một tuần là mình thấy hiệu quả rồi, cho nên mình nói với mấy bà chị mình, bà già rồi cũng mua, chị cũng mua, ai cũng mua hết trơn á, uống cho nên mấy bà thấy, mấy bà quớt, mấy bà nói mày nói cũng đúng quá ha, cho nên nó mấy bà người nào người nấy mua chừng 2-3 set vậy. Wow, vậy là nguyên cả nhà chị đều đang sử dụng Hải Sinh Collagen đó. Ai cũng uống hết trơn cho nên bây giờ thích lắm. Da rồi mấy của mấy bà chị mình nó không còn nhăn nữa, bà già của mình cũng 70+ tuổi rồi. Wow. Cho nên giờ da của bà nó kiểu như nó bóng đi, nó hay quá vậy, không có nhăn nữa. Dạ. Đó cho nên bà rất là thích. Dạ. Xin cảm ơn chị. Vậy xin chào chị Chi. Vậy từ trước đến giờ chị đã dùng những loại Hải Sinh Collagen nào chưa? Từ trước giờ chị cũng sử dụng nhiều cái collagen đó, cũng nhiều hãng. Vậy chị có thể chia sẻ chút xíu cảm giác của mình sau khi sử dụng sản phẩm Hải Sinh Collagen? Khi mà chị sử dụng Hải Sinh Collagen đó em, thì là da của chị nó mịn mà nó sáng bóng, những cái vết nhăn anh thì nó không còn nữa. Giờ chị đi ra ngoài nhiều người cũng khen làn da chị dạo này tốt, mịn. Đó. Em cũng thấy làn da của chị rất là đẹp và trẻ trung, nhìn tươi sáng hơn nữa. Điều đó rất là tốt cho chị. Chị Thúy nào đã chị có kể cho em câu chuyện là không phải chị là người biết đến Hải Sinh Collagen mà do chồng của chị mua tặng chị đúng không nào? Dạ đúng. Có một hôm cái ông xã mình nó đi, ông mua cho mình, ông đem về. Cái mình nói trời ơi mua làm chi vậy? Ông nói uống đi, tôi coi đài á, tôi thấy người ta nói là uống tốt lắm. Dạ. Tại vì cái nước Hải Sinh Collagen này nó làm bằng trứng cá hồi đó. Dạ. Cho nên ổng nói em cứ uống đi, uống cho cái da của em nó mịn màng, nó bóng lên. Dạ. Đó cho nên mình nghĩ thôi ổng mua cho mình vậy, cái cho nên mình uống chừng tận à, mình thấy sao da của mình nó khác đi. Ồ hay quá. Cho nên mình nói với ổng cảm ơn ông nha, ông mua cho tôi cho nên tôi rất là mừng. Đó cái mình nói vậy cái mấy bà chị rồi cũng lỡ, nhiều khi lỡ nói rồi mày có nói thiệt hay không nó, hay là mày nói xạo. Cho nên mình nói thiệt mà, đi lại coi tôi thì biết liền. Cho nên mấy bà lại coi, cái mình dẫn đi ra ngay chỗ cái chỗ bán nước này nè. Cái mấy chị mình cũng mua. Cho nên mình khi mình uống mình cũng rất là kiểu như là happy á. Là kiểu như mình nói là không biết làm sao mà cho cái da của mình nó bớt nhăn đi. Tại vì mình càng ngày cũng lớn tuổi rồi. Đúng cho rồi, nên chị. Mình cũng muốn uống cái gì cho da của mình nó bóng và nó mịn màng chút gì đó. Cho nên mình uống cái nước này mình rất là vui vẻ và hài lòng. Rất là thích. Và ngoài tác dụng nó tốt lên làn da của chị như vậy thì Hải Sinh Collagen còn có cái ảnh hưởng nào tốt đến cơ thể của chị, như là sức khỏe? Khi mình ngủ rất là ngon giấc.
không có thấy mệt mỏi. Khi mà mình không có uống cái nước này á, mình thấy là cũng như là mình mệt mỏi lắm, cơ thể nó cơ thể làm như nó mệt mỏi vậy, đau nhức đó. Thì mình uống cái nước hải sinh collagen này là mình uống vô mình ngủ rất là ngon, rồi nó dài đi, khi thức dậy không có bị nhức những cái gì hết đó. Cho nên uống càng ngày uống là thấy nó khỏe vắng, tóc của mình nó nhiều đi nữa. Và wow, toàn diện lên sức khỏe sắc da đẹp của chị luôn. Da của mình là nó không còn nhăn nữa, nó bóng đi khi mình tắm đó hả. Trời, mình rất là thích, tại vì nó trơn hết trơn, mình mãi trơn hết, tinh thần sảng khoái thì làm việc tốt mà da cũng đẹp hơn nè chị. Xin cảm ơn chị Thúy. Vậy chị Chi, hải sinh collagen có dễ uống không chị? Cái nước uống này rất là dễ em, ngon lắm. Vậy nó có dễ bảo quản không chị? Cũng dễ bảo quản em, để trong tủ lạnh á, mỗi tối trước khi đi ngủ em uống. Vậy em hơi tò mò một chút xíu, sau khi sử dụng hải sinh collagen, không biết là bạn bè chị hay là gia đình của chị có nhận thấy sự khác biệt của làn da của chị hay không? Có, chị được bạn bè nhiều người khen da chị lúc này nó đẹp hơn lúc trước ha. Dạ. Đó, lại hai là nó làm cho mình những cái khớp xương của mình không còn đau nữa, lại chị ngủ rất là ngon. Dạ, ăn được ngủ được là tiên phải không chị? Xin cảm ơn sự chia sẻ quý báu của hai chị. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa, xin hãy gọi ngay số phone 1877-536-1888 để đặt hàng ngay trong hôm nay trong chương trình tri ân khách hàng nhân mùa lễ Holidays.